mọi người, ta đến với vlog, một chiếc vlog ôn thi giữa kỳ khác của tôi. Thứ hai là mình không định quay video này đâu, nhưng mà mình chán nên mình quay đó. Đi hôm nay là ngày thứ ba, mùng 10 tháng 10 mình sắp thi giữa kỳ rồi đó, thế nên là mình sẽ phải ôn thi từ ngày chiều tối đấy. Một trong hai quyển sách dày cục, nhưng yên tâm là mình chỉ có hai chương thôi, nên sẽ thôi nào. Individualism or collectivism, masculinity and feminine, uncertainty awareness index. Oh, we do have long-term orientation. Hết thương tôi. Bạn đồng tôi chứ các bạn hết thương tôi còn gì. Đây là vlog ôn thi giữa kỳ mà như các bạn đã thấy. Thì tôi không có gì cả. Chứ tôi không có gì cả. Đúng là 8 GB. Còn đây là iPhone 11 256 GB. Rất không nứt, rất nhiều vết gọi là vết cắt. Thế thì có phải diễn cảnh học chăm chỉ không? Để tôi chuẩn bị một khuôn mặt chăm chỉ. Tại hôm nay hôm qua tôi đã diễn cảnh học chăm chỉ suốt cả chiều không có. Buồn. Đợi tí. Đi ăn trưa thôi. Đi thôi. Đội dắt vít đi ra rồi hẵng nói ai thì nói nhá. Bác tôi chưa xuất hiện rồi. Ô xin. Dạ cảm ơn ạ. Ở
suốt cứ No, but like I'm used to the cold weather, but like what? Yeah, but like it happens, like this happens every like October and November, even when I was in Vietnam, so sớm 8 phút mọi người ạ. 그래가지고 mình sẽ về ký túc cho là ngủ một tí, tại vì rất là mệt, kiểu cái não mình cũng không function nữa. Hôm nay một sinh viên đầy sức sống, đầy sức sống. Giờ mình đã về đến ký túc. Các bạn nghĩ mình sẽ học à? Không, mình sẽ đi ngủ. Các bạn nghĩ mình học nhiều như thế à? Không hề. Bây giờ là 3:30 chiều, đến lúc mình phải đi ngủ rồi. Ý là kiểu này đấy, nó có thuê gân hú ý, nó sau khi làm việc. Thế là thuê gân ý, nó sẽ lên chui gân này, thuê gân thì nó sẽ là những cái từ vựng thuộc phạm trù liên quan đến chức trang. Thế thì ở đây mình có một cái từ đấy là người đi làm ý, là chức trang lên. Nay là thứ 6, 13, ngày 13 tháng 10. Mình vẫn ốm nên là mình có cái dán dán ở trên đầu. Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa với bạn. Chồng xin 고마워 love.
ngọt quá, ngon quá. Xin chào các bạn. Bây giờ là 11 giờ 12 phút ngày thứ 7, 14 tháng 10. Hiện tại thì trời ở ngoài đang mưa như này. Đấy, khá là âm u, sầm xì và mưa. Thì bây giờ mình sẽ đánh răng, rửa mặt, uống nước ấm. Xong sau đó là mình sẽ đi ăn trưa. Đi ăn trưa xong rồi thì học tiếp. Học xong rồi tối nay mình sẽ đi Suwon để xem Sunny Hạ Linh với cả Hoàng Dũng. Bữa trưa hôm nay của mình là 5 giờ 50 phút, chuẩn bị đi xem Sunny Hạ Linh Hoàng Dũng thôi. Tôi đã quá trời sáng. Ngựa cả lại mất bít kìa rồi. Có thức mới vực được đạo. Đầu tiên đi ăn trưa mọi người ạ. Many, many minutes later. Bây giờ là 13:09. Mình làm xong bài kiểm tra trong vòng 30 phút. Không phải 30 phút, tầm 20 phút là xong rồi. Xong rồi mình còn phải viết lại bút mực ý, cho nó chỉnh chu. Thế nên là cũng hơi mực một tí, nhưng mà xong rồi bây giờ đi mua cái gì uống thôi, đang thèm cái gì ngọt. Học bài. Ừ, hôm nay ice tea với cả muffin. Bây giờ là 4:30. Này mình đi.
Many, many minutes later. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Xin chào mọi người. Bây giờ là 7 giờ 47 phút. Đương nhiên là buổi tối. Đó, thì lúc nãy mình đã kiểu mình thử vào check cái xong chốc điểm môn này, cái phần bảng điểm môn này, thì thấy là điểm giữa kỳ, điểm midterm đã có rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ, nhưng mình ý là kiểu mình mới chỉ kéo xuống mình thấy chữ exam 1, thế nên là mình chưa biết được là mình bao nhiêu điểm. Thế nên là bây giờ mình sẽ xem mình bao nhiêu điểm rồi. Lúc làm xong thì rất là tự tin ý, nhưng mà bây giờ thì cái lúc xong mình nghĩ lại thì kiểu nhưng mà để mình xem. Ok, bây giờ nhưng mà mình cũng không biết được là bao nhiêu điểm, thế nên là 27/30. Không phải thế cũng tốt mà nhỉ. 27/30. Thôi xong một môn rồi thì thôi, không nghĩ nhiều, chuẩn bị học cả môn khác. Ôi, thang xú yếu thơm vãi mèo. Copyright. No, like plagiarism. No, I don't think. Yeah, you just like use the point but and to, also. We have like to really specify the credits. Yeah, I don't know. You have to cite. Okay, yeah. Và đây là bữa tối. Thời trang đi học ngày mưa và lạnh. Chưa rồi các bạn ơi. Đầu tiên là chúc các bạn của mình, các bạn nữ của mình và thực ra là các bà này, các mẹ này, rồi các chị, các em gái luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Bây giờ mình sẽ ngủ quá. Mình ngủ từ 4 giờ cho đến 7 giờ mà không phải là ngủ đến một lúc đâu, lúc 5 giờ tự nhiên mắt mình nó bị.
kiểu mình đau lên đi ngủ ý. Thế là lúc 5 giờ sáng thì mắt mình nó xuất hiện cái triệu chứng viêm ý. Thế là kiểu nó đỏ lòm lên xong rồi nó chảy bao nhiêu nước mắt ý. Thế là mình phải dậy mình tháo len ra và tháo rất là gấp. Thế xong mình quay lại ngủ. Thế là cũng phải mất thêm 15 phút nữa để mà chìm vào giấc ngủ ý. Bây giờ mình sẽ bôi kem chống nắng, xong có thể là đánh ít concealer vào chỗ cùng thông nữa, xong mình sẽ đi thi. Không đến 3 tiếng. One hour later. Thì không quá tốt nhưng mà đi mua trà sữa thôi. Nha theo. Làm thì tao nhai cái xe không? Hehe. Đi à. Bữa ăn đầu tiên sau 12 tiếng. Hơn. Và đói quá, với cả mệt, với cả là mình phải có sức để mình học các môn khác nữa. Hello mọi người. Bây giờ là 5 giờ 57 phút. Sao mình nói thầm nhỉ? Bây giờ là 5 giờ 57 phút. Tức gần 6 giờ sáng. Mình vẫn đang ngồi học. Thế là mình chăm đâu, tại vì lúc nãy mình chơi nhiều quá. Thế bây giờ mình sẽ phải ngồi học. Cái ánh sáng ở đây nó cũng không được tốt như ở trong phòng học ý là. Hôm nay mình ngồi học trong phòng ý. Tại vì là roommate của mình thì về quê rồi, về nhà. Roommate về nhà rồi thì nên là mình ngồi học trong phòng. Với cả phải xem cái phim này, phim một cái ảnh xây. Hello mì cưng. Thứ hai thì đọc qua với cả nhớ hòm hòm nội dung thì mình làm rồi. Nhưng mà kiểu cứ bất an ý. Chúng burane gajigo ama dashi bokseupal geol. It's okay, you can do it, though you cannot. Bây giờ là 10 giờ 15 phút. Xuất phát thôi. So like I woke up at 4 a.m. this morning.
because I was too hungry. Ok, mấy cái saving behavior là nhớ này. Chị xin lỗi. Còn cái bảng của mấy cái nước ấy, của mấy quốc gia là như cây chơi với nước. Chị không muốn học cái bảng này tí nào hết à. Hop, stay there, đúng không? Ê, có... Mong là không cô, mong là cô không bắt biết tên của mấy ông học giả và mấy ông học thuyết đấy. Không, 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 5 năm không hỏi. Chị chết. Tôi bảo bạn đừng học nữa. Bạn nghe không? Tôi bảo bạn đừng học nữa. Một cô gái chuẩn bị phải học 5 tiết, 4 tiết ngày hôm nay. Tới một cô gái chỉ có việc đi thi không đi về. Thi không đi về học tiếp, ôn thi tiếp. Bạn ơi, mai tôi có một môn. Về ở nhà ôn thi. Môn gì đấy? Mass communication theory. Ew. Tên kinh đấy. Cố lên, mai thì xong rồi. Bây giờ phải đi ăn trưa ạ. Bây giờ mình đi ăn trưa ạ. Trưa nay mình ăn canh kim chi. Two thousand years later. Thousand years later. Chào cưt. Nhưng mà mình bị lệch tủ mọi người ạ. Thôi không sao. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi phải không? Bây giờ tạm biệt mọi người. Mình sẽ đi xả hơi. Bye. Và vlog lần này kết thúc ở đây.